Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của cháu Hoàng Hiền. Hôm nay thì cháu đang có mặt tại nhà chú Mười. Đây, mấy anh em đang làm cỗ. Hôm nay thì mổ chó. Đấy. Ăn món thịt chó. Anh Trung thợ xây. Xin chào các bác nha. Chào anh Trung. Đang nhóm lửa tí nướng món thịt chó nướng. Đây là em Quỳnh, con là chú Mười, lớn tướng rồi. Đây là em Lam. Đứng dậy em nào, bổ ngồi đấy. Sao phải cong cong người đấy, đau lưng à? Sao lại bổ kiểu đấy hả? Dương mạnh em bổ con à? Đây, bài bắn chân nha. Ui, yếu lắm, làm lộ. Em sợ đục xuống đường. Hả? Sợ đục xuống đường. Bố không cho đục xuống đường à? Hả? Bố không cho đục xuống đường à? Không, sợ nó đục xuống đường ấy. Đuối thế. Ôi. Gà quê các bác. Con này chúa chuồng này, cựa dài mấy phân rồi. Bò bê đây, hai con bò nhà chú Tuyến. Nhà chú này chú ấy nuôi rất nhiều ngan gà vịt. Chặt cái măng về nấu thịt chó các bác. Gâu gâu, bọn này muốn thịt hết rồi sao? Nhảy chung bái gà rồi sao? Gà nhảy chung rồi quá. Gãy sừng luôn à? Đi. Cháu Hoàng Hiền nhé. Chào chào mọi người nhá. Nam học lớp mấy nhỉ? Em học lớp 12. 12 rồi cơ. Vừa thôi thi cái gì phải không? Em thi hội khỏe Phù Đồng. Hội khỏe Phù Đồng à? Toàn quốc à? Tỉnh Thái Nguyên à? Được giải gì không? Em được giải 3. Giải 3 á? Đấy nhờ, được đấy nhờ. Vườn cây nhà Nam à? Vâng, vườn nhà em. Bưởi à? Ui, bưởi nhiều đấy. Cái mít này đổ rồi. Ui, cây mít, cây bưởi kia xanh chưa? Ăn được chưa? Chưa ăn được á? Tết cơ? Tưởng bưởi tháng 9 ăn được mà. Rằm tháng 8 cắm trại bán đây. Rắn đấy. Ong, ong, ui, ong bằng vàng bày đầy. Ô, ong vàng đâu rồi? Hả? Không sợ đâu. Không sợ à? Không sao. Áo đi thi đấu đây à? Vâng. Đẹp đấy nhờ. Em Nam này, có bác mà theo dõi video của cháu Hoàng Hiền từ ngày xưa thì các bác biết này. Em này đi cùng Hoàng Hiền này, quay video từ khi mới lập kênh. Đấy. Cũng chạy khắp Võ Nhai. Đấy. Nhiều nơi. Măng mai nấu thì, măng chè nấu thì chó là chuẩn đấy. Cái này cao mất rồi. Đấy không? Giật dưới chỗ non thì vẫn ăn được mà. Đấy. Non mà. Đấy. Còn nào? Vế này chắc hết rồi. Mùa này măng thường nó lên cao rồi. Gần như qua vụ rồi.
Hả? À, nghe cái cao quá. Bóc này đi. Bóc này mới ở nhà là khả năng ổn đấy. Nhà 5-6 cái này. Ừ. Cứ dọc hết, tôi tí về cắt cái chỗ non sau. Nó đi ra ngoài đi. Nó cắn ghê quá. Đi. Chứng tỏ là đêm qua mưa to đấy nhỉ. Mưa ngập với nước này. Mương này mới trước là cạn xẹt các bác nhé. Đây. À cũng đầy nước luôn này. Tràn vào bãi ruộng. Mưa ác ấy. Nước đầy. Bữa nay bưởi Mỹ hay bưởi gì ấy? Bưởi Diễn à? Quả to phết nhỉ? Đây tủa một cây Nam ạ. Cái đấy là cây bưởi da xanh thế đấy. Da xanh à? Tủa mất cây à? Cây đấy là được mạnh danh là ngon nhất vườn. Ngon nhất vườn. Mà này bị tủa mất. Ấy, non đấy. Cháy ghê không các bạn? Dài. Ừ. Ôi. Gì mà dài ghê đấy? Chắc đang bỏng ấy chứ. Lễ bảo là hả? Dài lắm đâu mà. Dài. Được rồi nhỉ, mày. Kỵ kỵ lắm rồi. Ừ. Kỵ lắm rồi gì. Bỏ nồi cho anh Trung anh đi đi. Ấy, được ấy. Được rồi nhỉ. Tiếp thêm mì chính. Đây. Đấy. Đây là bún. Ừ. Này chín rồi nhỉ. Ui. Chín hết rồi, rửa mặn. Nói rồi. Hả? Ừ, quả tí nữa là ăn rồi. Đấy. Ông mời bình ngâm cái gì ấy? Trắng, mua rượu trắng á? Uống tí rượu trắng không ngâm nữa. Yeah. Bỏ ngâm rồi. À. Uống rượu trắng nữa vẫn hay. Đâu chưa? Đâu lắm rồi, hôm nay chắc hết rồi này. À. Ngửi cho thơm không? Rượu nhóm trọng à? Ừ. Trọng học á. Ừ. Được đấy nhờ. Được không? Được quá được. À. Để lâu hấp dẫn. Đấy, à, lên nhá. À. Chỉ chón nướng. Lòng. Rồi, còn rượu mận nữa, canh măng, xương, thịt gà, ba mâm. Ngày hôm nay, ai không? Ớt nguyên quả được đấy.
Cho đi gà xuống anh Quỳnh đâu. Đây là tụ tập. Đấy, tập trung các bác. Anh em con cháu trong gia đình. Gia đình. Đấy, đồng vui rồi các bác. Đấy. Đồng vui chưa? Đứa nào bây giờ nhặt nhanh nha. Một tí đừng có trách. Anh Nam ơi. Đấy, được đấy. Ngon đấy nhờ. Toàn thịt đi nhờ. Mang ít toàn thịt đi. Toàn xương. Thôi nọc qua quá nhá. Thịt nhiều lắm. Rồi. Toàn thịt thôi, thịt thôi. Đấy. Đây gặm nhờ. Nuốt lưỡi các bạn. Đấy. 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 Ui, quá to thế. Ừ, ông to luôn đấy. Còn anh em gia đình các bác nhé. Hấp dẫn, đây, đây. Chén này mới ngon này. Đấy, đuôi này, thịt này, ui rồi, ui rồi, đấy. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Chào mọi người nhá. Chén đi ạ. Ngon này các bác. Đây là chú Vũ các bác nha. Bà các bác nha. Đấy, chú Vĩ. Hôm nay cuối tuần đi là bọn em làm con cầy. Hấp dẫn đấy. Làm đứa đi chó đi. Riêng cái giống chó này gai thì dai, non thì dai. Cứ nấu chín thì nó không rượu vào, xong bắt đầu ăn luôn vào đấy. Không đi lúc nào chuẩn bị ăn cho lên run lại con đi cực giòn và hai lúc nào nó mềm. Nó cho rượu. Rượu không? Thế cho rượu thôi. Nhưng mà đào, đào chín thì coi như mình ăn được rồi. Không bắt đầu làm cái rượu này đấy. Nó làm không đầu tiên bắt đầu là lúc nào chuẩn bị ăn cho nó bị mặn cái đó. Ngon chưa? Mềm ấy. Con này ngon quá anh ơi. Đấy nhờ. Hơi bỏng.